Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Quảng Bình ngày mới của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình. Hôm nay thứ ba, ngày 14 tháng 9 năm 2021, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh cho ý kiến về một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác phòng chống dịch COVID-19 sau ngày 15 tháng 9 năm 2021. Quảng Bình nỗ lực vaccine về đến đâu, tổ chức tiêm ngay đến đó. Huyện Bố Trạch và huyện Lệ Thủy hoàn thành thu hoạch lúa và chủ động trước mùa mưa bão. Thưa quý vị và các bạn, hôm qua ngày 13 tháng 9, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh đã tổ chức cuộc họp để cho ý kiến về công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thời gian qua, một số nhiệm vụ trọng tâm sau ngày 15 tháng 9 năm 2021. Đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh chủ trì cuộc họp. Tham dự cuộc họp có đồng chí Trần Hải Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Phó trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh. Đồng chí Trần Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh, Chỉ huy trưởng Trung tâm Chỉ huy phòng chống dịch COVID-19 tỉnh. Dự cuộc họp có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh, các đồng chí Phó Chỉ huy trưởng Trung tâm Chỉ huy phòng chống dịch COVID-19 tỉnh, lãnh đạo các sở ngành liên quan. Phát biểu đặt vấn đề tại cuộc họp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng nhấn mạnh, trong thời gian qua, với sự nỗ lực quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của nhân dân, Quảng Bình đã đạt được những kết quả quan trọng trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Các địa phương đã áp dụng các biện pháp hành chính tương ứng trong phòng chống dịch COVID-19, đặc biệt là toàn thành phố Đồng Hới, huyện Bố Trạch và một số địa phương đã thực hiện nghiêm túc chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, khẩn trương tập trung truy vết, xét nghiệm, điều trị F0, cách ly đối với các trường hợp F1. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng cũng nhắc lại quan điểm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, đó là đặt mục tiêu kiềm chế, kiểm soát dịch bệnh, song cũng xác định cuộc chiến này còn lâu dài. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng cũng nhắc lại quan điểm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, đó là đặt mục tiêu kiềm chế, kiểm soát dịch bệnh, song cũng xác định cuộc chiến này còn lâu dài, phải sống chung lâu dài với dịch bệnh, không thể khống chế tuyệt đối, phải thích ứng và có cách làm phù hợp. Phòng là cơ bản, chiến lược lâu dài, chống là quan trọng thường xuyên. Vì vậy, Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng cho rằng, đến ngày 15 tháng 9, các địa phương sẽ hoàn thành 3 tuần việc thực hiện chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Vì vậy, trên tinh thần nghiêm túc khoa học, đồng chí Trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 yêu cầu các đại biểu tập trung thảo luận, đánh giá những kết quả đạt được trong công tác phòng chống dịch thời gian qua, những bài học kinh nghiệm cũng như thảo luận để đề xuất áp dụng các biện pháp phù hợp, đảm bảo công tác phòng dịch linh hoạt, tránh ảnh hưởng lớn đến tâm lý của người dân cũng như cả hoạt động kinh tế xã hội của tỉnh. Theo báo cáo của Trung tâm Chỉ huy phòng chống dịch COVID-19 tỉnh, tính đến ngày 13 tháng 9 năm 2021, tỉnh Quảng Bình qua 21 ngày ghi nhận ca nhiễm mới liên quan đến ổ dịch tại cảng cá Nhật Lệ. Tính đến 6 giờ ngày 13 tháng 9, tổng số ca mắc toàn tỉnh từ trước đến nay là 1.270 ca, số ca đang nhiễm là 995 ca, số ca đã điều trị khỏi là 275 ca. Qua điều tra truy vết, số ca mắc liên quan đến các ổ dịch trong tỉnh giai đoạn từ 24 tháng 8 đến nay là 1.143 ca, chiếm 90% tổng số ca COVID-19 tích lũy từ đầu năm 2021. Tổng số ổ dịch hiện tại trên địa bàn tỉnh từ trước đến nay là 40 xã. Tổng số xã ghi nhận ca F0 lần cuối chưa qua 14 ngày là 35 xã. Về số lượng các ca bệnh trong ngày đã có chiều hướng giảm và tập trung chủ yếu những vùng phong tỏa. Các ổ dịch mới như tại xã Thanh Hóa, huyện Tuyên Hóa và khu vực cửa khẩu Cha Lo cũng được kiểm soát tốt. Về công tác lấy mẫu xét nghiệm, từ ngày 24 tháng 8 đến ngày 12 tháng 9 năm 2021, toàn tỉnh thực hiện trên 437.900 mẫu test nhanh, xét nghiệm trên 207.000 mẫu real-time PCR. Hiện nay, cơ bản các xã vùng nóng trên địa bàn huyện Bố Trạch và Đồng Hới đã được lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc cộng đồng bằng phương pháp real-time PCR lần 2, lần 3. Tại cuộc họp, các đồng chí phó trưởng ban và thành viên ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh, các đồng chí phó chỉ huy trưởng trung tâm chỉ huy phòng chống dịch COVID-19 tỉnh, lãnh đạo các sở ngành đã tập trung thảo luận, phân tích những kết quả đạt được, những khó khăn trong quá trình triển khai công tác phòng chống dịch COVID-19 thời gian qua, cũng như đề xuất việc tiếp tục thực hiện các biện pháp cách ly xã hội theo chỉ thị 16, chỉ thị 15, chỉ thị 19 của Thủ tướng Chính phủ đối với các địa bàn.
Các ý kiến cũng đánh giá cao công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh thời gian qua. Người dân đã đoàn kết, chung sức cùng cả hệ thống chính trị trong công tác phòng chống dịch, đồng thời tập trung phân tích các giải pháp như để phát triển kinh tế xã hội, vấn đề tiêm vaccine phòng COVID-19, việc quản lý tại các khu cách ly tập trung, triển khai các biện pháp phòng chống dịch gắn với công tác phòng chống thiên tai, có phương án giải pháp cho việc dạy và học của các em học sinh trong thời gian tới. Các ý kiến cũng khẳng định việc đánh giá các nguy cơ cũng như việc áp dụng các biện pháp hành chính tương ứng trong phòng chống dịch COVID-19 phải tuân thủ các quy định của Bộ Y tế, của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19. Vì vậy, để giữ vững những thành quả trong công tác phòng chống dịch COVID-19 trong thời gian qua, Sở Y tế là cơ quan chuyên môn tiếp tục nghiên cứu, đánh giá các nguy cơ để tham mưu cho Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh và Trung tâm Chỉ huy phòng chống dịch COVID-19 tỉnh để đưa ra các quyết định về áp dụng các biện pháp hành chính phù hợp. Kết luận cuộc họp, đồng chí Vũ Đại Thắng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh cho rằng, thời gian qua, các địa phương đã thần tốc truy vết, xét nghiệm, bóc tách F0 khỏi cộng đồng. Các địa phương cũng đã tập trung cao độ, huy động lực lượng lấy mẫu, tăng cường năng lực xét nghiệm. Phấn đấu đến ngày 15 tháng 9, toàn bộ người dân tại địa bàn thành phố Đồng Hới, huyện Bố Trạch phải được lấy mẫu xét nghiệm nhiều vòng, nhiều lớp để bóc tách F0 ra cộng đồng. Về nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, đồng chí Bí thư tỉnh ủy yêu cầu ngành y tế rà soát trên cơ sở tình hình thực tế diễn biến của dịch bệnh cũng như cả quy định của Bộ Y tế để tham mưu cho Ban Chỉ đạo, Trung tâm Chỉ huy phòng chống dịch COVID-19 tỉnh đưa ra các quyết định về việc áp dụng các biện pháp hành chính tương ứng phòng chống dịch tại các địa bàn. Sau khi mà đánh giá theo đúng các cái thang bậc ấy, thì cái khả năng mà chúng ta sẽ phải áp dụng 16 chỉ trên một số xã thôi. Đây là cái mà có thể là cái cơ sở rất quan trọng trong cái việc mà chúng ta mở cái giãn cách xã hội ra cho thành phố Đồng Hới cũng như là cho Bố Trạch, và làm được cái việc này đáp ứng được cái yêu cầu nguyện vọng của nhân dân mà cũng thể hiện rõ là cái năng lực của chúng ta trong cái kiểm soát dịch bệnh. Chỗ nào cần 16 thì ta áp dụng 16 ở khu vực cấp xã, phường theo đúng tinh thần của Thủ tướng là lấy xã phường làm pháo đài để phòng chống dịch. Tôi đề nghị là để thay đổi cái trạng thái của thành phố Đồng Hới cũng như là của Bố Trạch cũng như toàn tỉnh ấy, thì đề nghị là Ủy ban nhân dân tỉnh phải xây dựng một cái phương án hết sức chi tiết tổng thể, toàn diện từ tất cả các lĩnh vực, từ y tế, giáo dục, nông nghiệp, công nghiệp v.v. Cái này chúng ta phải làm hết sức bài bản, mở cửa những cái nào cần không được làm, cái gì người dân được làm. Chúng ta cũng phải có cái chính sách rất là cụ thể. Khi mà chúng ta đã công bố hết giãn cách là chúng ta phải có cái quy chế rất là đầy đủ cho nhân dân để người ta tổ chức triển khai thực hiện các cái hoạt động xã hội, hoạt động kinh tế của mình. Vẫn phải duy trì toàn bộ rất cao độ cái công tác phòng bệnh. Cái việc học hành của các cháu học sinh là rất là quan trọng. Thì đề nghị phải xây dựng ngay cái kịch bản. Đối với những cái địa phương mà bây giờ không áp dụng 15, 16 nữa, áp dụng 19 chẳng hạn, thì phải có cái hướng dẫn học hành như nào. Thì đề nghị là các đồng chí có hướng dẫn rất là cụ thể để mà các địa phương triển khai. Đề nghị các khu cảng cá phải tăng cường thêm kiểm soát dịch tễ đối với bà con ngư dân về. Ngoài lực lượng biên phòng ra, tôi cũng đề nghị là phải bố trí ngay lực lượng y tế hỗ trợ để mà kiểm soát cái người ra vào cũng như là các cái dấu hiệu dịch tễ cho đối với bà con ngư dân, đặc biệt là khi chúng ta cho bà con bắt đầu đi đánh cá đã. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy cũng đề nghị cần tiếp tục tăng cường công tác phòng chống dịch, kiểm soát tốt các nguồn lây nhiễm từ bên ngoài xâm nhập vào địa bàn. Các ngành cơ quan chức năng cần quan tâm đến cả khu cách ly tập trung, hạn chế đến mức tối đa việc lây nhiễm chéo ở cả khu cách ly tập trung, phát huy tốt vai trò của cả khu cách ly ở xã, phường, thị trấn. Về công tác khám chữa bệnh, hiện nay tỉnh Quảng Bình đã thành lập các khu điều trị bệnh nhân COVID-19 theo quy mô 3 cấp. Thời gian qua, năng lực khám chữa bệnh, điều kiện về trang thiết bị y tế đã được bổ sung. Tuy nhiên, số bệnh nhân đang điều trị còn lớn, tỷ lệ xuất viện chưa cao. Tỉnh cũng đã quan tâm tăng cường thêm chế độ dinh dưỡng cho bệnh nhân. Vì vậy, thời gian tới, đề nghị các cơ quan có liên quan cần tiếp tục quan tâm hơn nữa đến công tác thu dung điều trị bệnh nhân COVID-19. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy cũng yêu cầu cần phải quan tâm đến lực lượng tuyển đầu, đồng thời đề nghị các cơ quan chức năng, đồng viên cán bộ, chiến sĩ tuân thủ nghiêm công tác bảo hộ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy cũng đề nghị ngành y tế triển khai việc tiêm phòng vaccine sớm ngay khi được phân bổ, đảm bảo tỷ lệ bao phủ vaccine trên địa bàn. Vừa qua, tại Hà Nội, Chính phủ đã tổ chức lễ phát động trực tuyến toàn quốc chương trình Sóng và Máy tính cho em. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì lễ phát động. Dự lễ tại điểm cầu Quảng Bình có đồng chí Trần Thắng, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Hồ An Phong, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đại diện các sở ngành liên quan.
Chương trình sóng và máy tính cho em gồm 3 cấu phần chính: có sóng, có internet đến tất cả các hộ gia đình, có máy tính cho các em thuộc các hộ nghèo, có giá cước phù hợp cho các máy tính này. Hiện nay, cả nước có gần 20 triệu học sinh phổ thông. Trong đó, có hơn 7 triệu 350 ngàn học sinh thuộc 26 trên 63 tỉnh thành phố trong cả nước đang triển khai học trực tuyến. Tuy nhiên, theo thống kê ban đầu, tính tới ngày 12 tháng 9, có khoảng hơn 1,5 triệu học sinh không thể tham gia lớp học cùng các bạn do thiếu thiết bị. Việc tổ chức dạy học trên truyền hình cũng gặp những khó khăn lớn về thiết bị, sóng và đường truyền. Trong bối cảnh đó, chương trình sóng và máy tính cho em có ý nghĩa lớn để hạn chế bớt sự ảnh hưởng tiêu cực của dịch bệnh tới ngành giáo dục, hạn chế khó khăn cho các em học sinh, thể hiện tinh thần nhân ái, chia sẻ tương trợ của toàn xã hội đối với học sinh bị thiệt thòi lớn trong thời dịch bệnh. Chương trình đặt mục tiêu phủ sóng toàn bộ 283 điểm chưa có kết nối Internet di động tại các địa phương đang thực hiện giãn cách theo chỉ thị 16 và thực hiện học trực tuyến. Phủ sóng toàn bộ 1.910 điểm chưa kết nối Internet di động trên toàn quốc. Kinh phí dự kiến cho thực hiện chương trình này là 3.000 tỷ đồng. Về hỗ trợ máy tính phục vụ học trực tuyến, chương trình đặt mục tiêu giai đoạn 1 trong năm học 2021 huy động 1 triệu máy tính cho học sinh sinh viên thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo trên toàn quốc. Trước mắt, ưu tiên cho các địa phương đang thực hiện giãn cách theo chỉ thị 16 và thực hiện học trực tuyến. Giai đoạn 2, từ năm 2022 đến năm 2023, tiếp tục phát động chương trình để hướng tới mục tiêu 100% học sinh sinh viên thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo trên toàn quốc được trang bị máy tính để học trực tuyến. Phát động buổi lễ, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, chương trình sóng và máy tính cho em do Chính phủ phát động, Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo và các địa phương tổ chức thực hiện có ý nghĩa xã hội và nhân văn sâu sắc. Thủ tướng đề nghị Bộ Y tế phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, các bộ ngành và các địa phương chủ động xây dựng kịch bản trở lại trường học an toàn, phối hợp chặt chẽ để xây dựng cơ sở hạ tầng viễn thông, xây dựng tiêu chí, điều kiện hỗ trợ máy cho các học sinh đảm bảo công khai, minh bạch, đúng đối tượng và sử dụng hiệu quả. Tiếp tục vận động các tổ chức và cá nhân thực hiện chương trình ý nghĩa này. Tại buổi lễ, Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu đã chứng kiến lãnh đạo các bộ, ngành, tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp, tổ chức trao máy tính tặng chương trình sóng và máy tính cho em. Tính đến cuối buổi lễ, chương trình đã huy động ủng hộ được hơn 1 triệu máy tính với tổng trị giá khoảng hơn 2.500 tỷ đồng. Vừa qua, Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình đã tiếp nhận 5 máy thở chức năng cao trị giá hơn 5 tỷ đồng do Tập đoàn Vingroup ủng hộ công tác phòng chống dịch COVID-19. Tham dự buổi tiếp nhận có đồng chí Trương An Ninh, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Ba Đồn. Được biết, 5 máy thở do Tập đoàn Vingroup tài trợ với tổng trị giá hơn 5 tỷ đồng cho Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình nhằm mục đích phục vụ công tác điều trị cho bệnh nhân mắc COVID-19, đồng thời đáp ứng yêu cầu khám chữa bệnh của người dân khu vực phía Bắc tỉnh Quảng Bình. Đây là máy thở hiện đại có thể sử dụng rất hiệu quả trong điều trị F0 diễn biến nặng và dùng cho bệnh nhân hồi sức cấp cứu nói chung. Tại buổi trao tặng, đồng chí Trương An Ninh, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Ba Đồn bày tỏ vui mừng và cảm ơn sự hỗ trợ của Tập đoàn Vingroup đối với Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình trong công tác phòng chống dịch COVID-19 và công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn. Trong bối cảnh dịch bệnh đang diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, đồng chí Bí thư Thị ủy khẳng định việc hỗ trợ kịp thời quý báu của Tập đoàn Vingroup sẽ góp phần phục vụ chăm sóc, điều trị bệnh nhân. Trong những ngày vừa qua, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Quảng Bình phối hợp với lực lượng y tế các huyện, thị xã, thành phố đã tiếp tục triển khai thực hiện lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 tại cộng đồng nhằm phục vụ cho công tác đánh giá diễn biến tình hình dịch thực tế, cung cấp đầy đủ thông tin, số liệu để phục vụ công tác chỉ đạo phòng chống dịch của tỉnh. Triển khai công văn của Sở Y tế Quảng Bình trong thực hiện đợt cao điểm xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 tại các xã có nguy cơ cao, CDC Quảng Bình và lực lượng y tế các huyện, thị xã, thành phố đã tận dụng tối đa thời gian trong những ngày giãn cách xã hội để tăng cường việc lấy mẫu xét nghiệm cộng đồng. Từ kết quả xét nghiệm này sẽ nhanh chóng phát hiện F0 trong cộng đồng, đồng thời cũng là cơ sở xác định rõ địa bàn có dịch với cả cấp độ khác nhau để các địa phương và tỉnh có phương án kịp thời dập dịch một cách có trọng tâm, trọng điểm, sớm kiểm soát dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn. Việc triển khai xét nghiệm sàng lọc trên diện rộng tại các xã phường, thị trấn triển khai thực hiện theo các nội dung. Đối với các thôn, tổ dân phố, khu vực phong tỏa có ca dương tính với SARS-CoV-2, tiếp tục triển khai lấy mẫu tất cả người dân định kỳ liên tục 2 đến 3 ngày trên lần để làm xét nghiệm real-time PCR.
đối với các thôn tổ dân phố giáp ranh với các thôn tổ dân phố khu vực phong tỏa có các ca dương tính lấy mẫu xét nghiệm real-time PCR cho tất cả người dân. Đối với các thôn tổ dân phố còn lại, triển khai lấy mẫu xét nghiệm real-time PCR đại diện hộ gia đình, mỗi hộ một người, ít nhất một lần, cho đến kết thúc đợt cao điểm 15 tháng 9 năm 2021. Tính từ ngày 24 tháng 8 đến hết ngày 12 tháng 9, Quảng Bình đã có trên 265.400 người dân được lấy mẫu, trong đó gần 250.000 người được xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2. Thưa quý vị và các bạn, là cách hữu hiệu nhất để đẩy lùi dịch COVID-19, đưa cuộc sống trở lại trạng thái bình thường mới, chính là vaccine. Những ngày qua, cùng với công tác khẩn trương xét nghiệm, sàng lọc, khoanh vùng dập dịch, ngành y tế Quảng Bình cũng đang đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 nhằm tăng độ bao phủ miễn dịch trong cộng đồng trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh. Nhằm giảm áp lực cho cả cơ sở y tế, bệnh viện, đợt này CDC Quảng Bình đã thành lập cơ sở tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Trung tâm Huấn luyện Thể thao Công an tỉnh. Với sự hỗ trợ của Công an tỉnh Quảng Bình, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật đã bố trí cả khu vực đăng ký, kiểm tra thân nhiệt, khám sàng lọc, bàn tiêm, khu vực chờ trước và sau tiêm đến khu vực cấp cứu hợp lý nhằm đảm bảo một ngày triển khai tiêm cho từ 500 đến 600 người. Đợt tiêm chủng lần này diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh còn diễn biến phức tạp. Chính vì vậy, ngoài công tác đảm bảo an toàn tiêm chủng ra, thì ngành y tế cũng đặc biệt quan tâm đến công tác đảm bảo các biện pháp phòng dịch tại điểm tiêm. CDC Quảng Bình đã phối hợp hướng dẫn các đơn vị phụ trách điểm tiêm, xây dựng kế hoạch tổng hợp tình hình thực hiện, ra soát đảm bảo đúng đối tượng, phân chia khung giờ để tránh ùn tắc và đảm bảo an toàn phòng dịch theo quy định. Đồng thời, bố trí đầy đủ các trang thiết bị, phương tiện, dụng cụ, thuốc men cần thiết cho các buổi tiêm. Đặc biệt, sẵn sàng các trang thiết bị, phương tiện, thuốc men để kịp thời cấp cứu, xử lý các sự cố bất lợi sau tiêm chủng. Đặc biệt, với tinh thần cộng đồng trách nhiệm, CDC Quảng Bình đã nhận được sự hỗ trợ từ đội ngũ y bác sĩ các cơ sở tư nhân, những cán bộ y tế đã nghỉ hưu, tình nguyện tham gia trong chiến dịch tiêm chủng lần này. Mình có nghề nghiệp. Ngày xưa bọn tôi đi học thì cũng nhà nước nuôi. Thế bây giờ còn sức thì còn cống hiến. Khi nào mà ngành gần, dân gần thì chúng tôi có mặt. Căn cứ vào nguồn vaccine của tỉnh trong ngày 12 tháng 9, CDC Quảng Bình đã phân bổ vaccine tiêm nhắc mũi 2 cho những người đã tiêm mũi 1 đủ thời gian với 1.022 đối tượng ưu tiên thuộc 29 đơn vị, trong đó có 13 doanh nghiệp và 6 ngân hàng thương mại trên địa bàn. Tôi tiêm mũi 1 cách đây khoảng gần 3 tháng. Là tiêm 12, được tiêm 12 thì tôi rất mừng và vui vì được trong thời gian dịch bệnh này cũng khó khăn về kinh tế, y tế cũng cung cấp thuốc để cho người dân được tiêm. Nên tôi cũng là người dân, tôi cảm thấy rất tự hào và cảm ơn. Trong hoàn cảnh bối cảnh đấy thì rất chi là tốt vì là đang điều kiện đang dịch đang hân hình phát triển mà được sự quan tâm của các cấp. Của công ty thì được tiêm lên thứ hai là quá hay và anh em công ty rất mừng. Thời gian qua, với quy trình tổ chức khoa học an toàn, bảo đảm giãn cách phòng chống dịch tại các điểm tiêm, đến nay Quảng Bình đã có 95.838 người được tiêm vaccine phòng COVID-19, trong đó có 41.721 người đã được tiêm đủ mũi 2. Với mục tiêu sớm bao phủ miễn dịch cộng đồng, phòng chống COVID-19, Quảng Bình đang nỗ lực tranh thủ nguồn vaccine phân bổ từ Trung ương để đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng trên địa bàn tỉnh. Phấn đấu mục tiêu của tỉnh là sẽ có tối thiểu 50% người từ 18 tuổi trở lên được tiêm vaccine phòng COVID-19 trong năm 2021 và trên 70% dân số được tiêm vaccine phòng COVID-19 đến hết quý 1 năm 2022. Trong những ngày qua, cuộc thi trực tuyến toàn quốc tìm hiểu luật cảnh sát biển Việt Nam đã nhận được sự hưởng ứng của đông đảo cán bộ, nhân dân và lực lượng vũ trang trên khắp mọi miền Tổ quốc. Với những cán bộ chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại cả con tàu của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 1, thì đây là cuộc thi hấp dẫn và gần gũi với công việc thường ngày. Theo đó, Ban chỉ huy các tàu của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 1 đã tổ chức quán triệt về mục đích, thể lệ và tầm quan trọng của cuộc thi trực tuyến toàn quốc tìm hiểu luật cảnh sát biển Việt Nam. Nhờ vậy nên 100% cán bộ chiến sĩ đều nhiệt tình hưởng ứng cuộc thi, đồng thời tích cực vận động người thân, gia đình và cả đơn vị kết nghĩa cùng tham gia. Với quyết tâm đạt thành tích cao tại cuộc thi, nhiều đồng chí đã chủ động tìm tòi, nghiên cứu tài liệu và trao đổi kiến thức cùng đồng đội.
song song với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn tại cơ quan đơn vị và hỗ trợ các địa phương phòng chống dịch COVID-19, thì cả cán bộ chiến sĩ của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 1 cũng tích cực tham gia cuộc thi trực tuyến toàn quốc tìm hiểu luật Cảnh sát Biển Việt Nam với tinh thần trách nhiệm cao nhất nhằm góp phần vào thành công chung của cuộc thi. Để đảm bảo an toàn cho các thiết bị viễn thông trong mùa mưa bão, nhất là trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, nhiều khu vực trên địa bàn Quảng Bình đang áp dụng chỉ thị 16 và những yêu cầu về an toàn trong công tác phòng chống dịch, khiến việc xử lý các sự cố kỹ thuật sẽ khó khăn hơn. Để bảo quản tốt nhất các thiết bị kết nối Internet, truyền hình MyTV, các hộ gia đình nên thực hiện một số biện pháp sau đây. Rút tất cả các thiết bị điện tử ra khỏi nguồn điện, tháo dây cắm kết nối từ thiết bị viễn thông ra các thiết bị điện tử như máy tính, TV. Chú ý lưu lại vị trí cắm dây đến từng thiết bị để tránh sự cố kết nối sau khi kết nối lại. Đặt thiết bị viễn thông ở nơi cao ráo thoáng mát, không gần tường và cả góc thường xuyên ẩm ướt, tốt nhất là cách tường nhà từ 10cm đến 20cm. Tuyệt đối không được để chất lỏng rơi vào thiết bị viễn thông, không dùng hóa chất để tẩy rửa thiết bị. Chuẩn bị sẵn sàng phương án thay thế khi không thể sử dụng Internet, Wi-Fi, data 4G. Thực hiện sạc pin dự phòng đầy đủ cho các thiết bị kết nối mạng trong trường hợp mất điện, máy tính, điện thoại, máy tính bảng. Mặc dù đang phải thực hiện việc giãn cách xã hội để phòng chống dịch COVID-19 và chịu ảnh hưởng của mưa lớn vào cuối vụ, nhưng đến nay, bà con nông dân huyện Bố Trạch đã hoàn thành việc thu hoạch lúa vụ hè thu 2021. Vụ hè thu năm nay, toàn huyện Bố Trạch gieo cấy được 2.490 ha lúa. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của mưa lớn vào cuối vụ nên một số diện tích lúa chưa kịp thu hoạch đã bị gãy đổ, lên mầm nên sản lượng có giảm so với thực tế. Theo đánh giá của Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Bố Trạch, năng suất lúa hè thu năm nay đạt khoảng 48 tạ một hectare với tổng sản lượng lúa đạt 12.000 tấn. Cùng với tổng sản lượng lương thực vụ đông xuân, đến thời điểm này, huyện Bố Trạch đã hoàn thành mục tiêu kế hoạch sản lượng lương thực của năm 2021. Thưa quý vị và các bạn, rút kinh nghiệm của mùa mưa bão năm 2020, người dân Lệ Thủy đã chủ động chuẩn bị mọi phương án để công tác phòng chống lụt bão năm nay được chủ động hơn. Do ảnh hưởng hoàn lưu của bão số 5, những ngày này trên địa bàn huyện Lệ Thủy đã có mưa to đến rất to, nước sông Kiển Giang trạm thủy văn Lệ Thủy đo được là 1,73m, trên báo động 1 là 53cm. Trước tình hình này, chính quyền huyện Lệ Thủy đã chủ động kiểm tra cả hồ đập, đê kè dọc hai bên bờ sông Kiển Giang. Người dân ở cả vùng thấp trũng như An Thủy, Phong Thủy, thị trấn Kiển Giang đã chủ động tiến hành mọi công tác chuẩn bị để phòng chống thiên tai, tránh tình trạng bất ngờ trời diễn biến phức tạp của thiên tai lũ lụt. Tất cả là đồ dùng không phải là mình chuẩn bị trước lụt bão rồi thì mình phải chuẩn bị trước chứ không bị đồng như năm trước nữa. Vì năm nay nghe tin là lụt to, do đó tất cả nói chung toàn bộ chưa ở nhà chỉ có 2 ông bà thôi. Từ thức ăn vật dùng nói chung toàn bộ để chuẩn bị trước hết, nói sẵn sàng rồi. Và là khi bắt đầu là thì sàn đi là để không ngoài mục đích, để khi bắt đầu nước to lên là nhờ bà con nhắc cái tủ lấy nữa là gọn gàng, sạch sẽ. Nói chung tất cả thì cũng đã chuẩn bị sẵn sàng vì đang mùa dịch không thể tập trung đông người được. Để chủ động hơn trong công tác phòng chống lụt bão, chính quyền cả cấp tại huyện Lệ Thủy đã tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở bà con tích cực thu hoạch cả diện tích lúa hè thu. Đến nay đã thu hoạch hơn 9.296 ha lúa, diện tích còn lại trên 40 ha đang được bà con gấp rút hoàn thành thu hoạch trước mùa mưa bão năm 2021 nhằm đảm bảo một vụ mùa thắng lợi. Do dự báo của thiên tai trong cả thời gian vừa qua, ban nhân huyện chỉ đạo phòng nông nghiệp và các xã thị trấn xây dựng kế hoạch chú đáo để làm tốt công tác phòng chống lụt bão. Đến nay diện tích nuôi trồng thủy sản và hoa màu trên địa bàn đã được thu hoạch cơ bản, còn đối với diện tích trồng lúa hiện nay có một số diện tích nhỏ ở các xã vùng cao do là làm giống dài ngày nên chưa thu hoạch. Với phương châm bốn tại chỗ, cùng cả phương án kế hoạch cụ thể đã được triển khai, đến thời điểm này huyện Lệ Thủy đã sẵn sàng ứng phó với lụt bão. Cùng với công tác chuẩn bị khẩn trương, đảm bảo cho mục tiêu kép vừa chống dịch bệnh COVID-19 kết hợp với phòng chống thiên tai, từ đó đảm bảo an toàn cho tính mạng tài sản của người dân. Thưa quý vị và các bạn, vừa qua, Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình đã phối hợp với Đài Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh phát sóng chương trình ôn tập của lớp 9 và lớp 12 để hỗ trợ học sinh trong những ngày giãn cách xã hội. Qua thời gian thử nghiệm, chương trình đã được đông đảo phụ huynh và học sinh ghi nhận. Tuy nhiên, để hỗ trợ tốt hơn cho các em học sinh,
chương trình dạy học của Đài Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh sẽ được phát sóng vào một thời gian phù hợp khác. Thay vào đó, bắt đầu từ ngày 14 tháng 9 năm 2021, Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình phối hợp với Đài Phát thanh Truyền hình Bình Thuận phát sóng các bài giảng theo chương trình năm học 2021-2022 của lớp 9 và lớp 12 với các môn Ngữ văn, Toán và Anh văn. Lịch phát sóng các môn học vẫn giữ nguyên như trước đây.